phi đạn và máy bay không người lái của Nga đã phá hủy một nhà máy điện lớn gần Kiev vào ngày 11 tháng 4, gia tăng áp lực lên hệ thống năng lượng đang bị bao vây khi Ukraine cạn kiệt hệ thống phòng không. Cuộc tấn công lớn trong hơn 2 năm kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga đã phá hủy hoàn toàn nhà máy nhiệt điện chạy bằng than Tripiska gần thủ đô, theo lời một quan chức cấp cao của công ty điều hành cơ sở này nói với Reuters. Các đoạn video mà Reuters thu được cho thấy cơ sở lớn thời Liên Xô đang bốc cháy và khói đen bốc ra từ đó. Reuters đã có thể xác nhận vị trí là nhà máy điện Tripiska dựa trên đặc điểm của các tòa nhà và hàng cây khớp với hồ sơ và hình ảnh vệ tinh của khu vực. Lực lượng Nga đông hơn quân đội Ukraine từ 7 đến 10 lần ở các khu vực phía đông, theo lời tướng Yuri Sodol của Ukraine phát biểu trước Quốc hội ngày 11 tháng 4. Ông Sodol, người đang chỉ huy quân đội ở các vùng Kharkiv, Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine cho biết. Kẻ thù đông hơn chúng tôi từ 7 đến 10 lần. Chúng tôi thiếu nhân sự. Quốc hội Ukraine ngày 11 tháng 4 đã thông qua dự luật sửa đổi các quy định về động viên khi Kiev cố gắng tạo ra nhân lực mới để luân chuyển lực lượng đang kiệt sức chống lại quân xâm lược Nga. Dự luật phải được Tổng thống Volodymyr Zelensky ký trước khi trở thành luật. We are constructing the northern crossing, a new land crossing from Israel into northern Gaza. Israel đang xây dựng một tuyến đường bộ mới vào dải Gaza, được thiết kế chủ yếu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển viện trợ nhân đạo từ nước ngoài hoặc nước láng giềng Jordan. Theo lời phát ngôn viên quân sự Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari ngày 11 tháng 4 cho biết. Sau cuộc tấn công xuyên biên giới của phe Hồi giáo Hamas cầm quyền ở Gaza vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, Israel đã tham chiến và cắt đứt nguồn cung cấp từ hoặc qua lãnh thổ của mình đến vùng đất ven biển nghèo khó. Một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng đã gây áp lực lên Israel từ các đối tác phương Tây và Ả Rập, buộc phải làm nhiều hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận viện trợ. Sau nhiều tháng, nước này tìm cách chuyển gánh nặng sang Ai Cập, quốc gia cũng có biên giới với Gaza. Israel đã dần dần mở lại hai cửa khẩu hàng hóa đã được thiết lập và lập một cửa khẩu mới trên biên giới của mình. Và tuần trước, họ tuyên bố sẽ tiếp nhận các chuyến hàng viện trợ đến Gaza tại cảng Ashdod phía nam của họ. Trong một tuyên bố bằng video, ông Hagari cho biết Israel sẽ phối hợp với các tổ chức quốc tế để đưa các chuyến hàng viện trợ qua cảng biển ở Ashdod cách đó 40 km, sau đó sẽ được đưa xuống các cửa khẩu vào Gaza. Cửa khẩu mới được cho là sẽ thúc đẩy việc vận chuyển hàng viện trợ bằng đường bộ từ Jordan tới phía đông Israel. Ông Hagari cho biết thêm, Israel cũng đã giúp thiết lập một hành lang hàng hải để chuyển hàng viện trợ trực tiếp tới Gaza bằng đường biển và mở không phận cho các máy bay nước ngoài thả dù để viện trợ cho người Palestine. Đã có sự bất đồng giữa Israel và Liên Hiệp Quốc về số lượng viện trợ đến Gaza, nơi có 2,3 triệu người, hầu hết là người vô gia cư. Một phần trong số đó phải đối mặt với nạn đói và nơi cơ sở hạ tầng dân sự bị tàn phá và dịch bệnh lan rộng. Akebono, một đô vật sumo gốc Mỹ, người đã trở thành nhà đại vô địch đầu tiên không phải người Nhật, hay còn gọi là Yokozuna, qua đời vì suy tim trong tháng này tại Tokyo, theo Hiệp hội Sumo cho biết ngày 11 tháng 4. Ông thọ 54 tuổi. Người giành được 11 chức vô địch, nhiều thứ 10 trong lịch sử sumo hiện đại. Akebono có thể hình to lớn với chiều cao 203cm và nặng 233kg. Phong cách song đấu của ông là dựa vào kích thước to lớn của mình để đẩy đối thủ ra khỏi vòng tròn. Sinh ra dưới tên Chad George Haihio Rowan ở Hawaii, Akebono là một vận động viên bóng rổ đại học được người đứng đầu một trường đào tạo sumo Nhật Bản, cũng là người Hawaii, tuyển dụng. Ông bước vào thế giới sumo vào năm 1988 và lên đến thứ hạng Yokozuna cao nhất vào tháng Giêng năm 1993, trở thành Yokozuna thứ 64 của sumo hiện đại. Sau đó, ông trở thành công dân Nhật Bản, lấy tên là Taro Akebono. Akebono qua đời để lại vợ, con gái và hai con trai. Đây là loại robot đầu tiên thuộc loại này, theo lời các nhà phát triển của nó cho biết. Một robot siêu nhỏ có thể di chuyển trong mạng lưới tế bào và kích thích từng tế bào theo cách có mục tiêu. Theo nhà nghiên cứu chính Bernard Oscale Elderman, giáo sư về nano và micro robotics
tại Đại học Kỹ thuật Munich, TUM. Phát hiện này có tiềm năng tạo ra các phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân đang chiến đấu với bệnh ung thư hoặc các bệnh khác. Nói với Reuters Television, bà cho biết, chúng tôi đang sử dụng những robot siêu nhỏ này để tạo ra các mô trong điều kiện tổng hợp. Mục đích là trong tương lai sẽ sửa chữa các mô hoặc cơ quan bị hư hại trong bệnh nhân. Bà nói thêm, giống như chế tạo xe trong một xưởng robot, tôi đang tưởng tượng các robot siêu nhỏ của chúng tôi thực sự chọn lọc và đặt các loại tế bào rất cụ thể vào một loại kiến trúc rất cụ thể. Nhóm đã tìm ra cách sản xuất hàng triệu robot siêu nhỏ này trong vài phút. Những con robot nhỏ bé có chiều rộng bằng một nửa sợi tóc người, được làm từ rong biển và có kích thước tương đương với tế bào của con người. Chúng cũng có độ mềm giống như tế bào. Bằng cách kết hợp vật liệu nano, robot siêu nhỏ có thể được điều khiển không dây. Ông Philip Harder, một nghiên cứu sinh tiến sĩ đang thực hiện dự án, giải thích rằng, thực ra, nó là tia laser điều khiển những con robot nhỏ bé. Chúng tôi có các hạt nano vàng bên trong robot, và với tia laser, chúng tôi có thể làm nóng một số khu vực nhất định của robot. Sau đó, khi chúng tôi hướng tia laser về phía robot, chúng tôi thấy rằng nó bắt đầu di chuyển, và do đó chúng tôi có thể di chuyển nó trong các cụm tế bào và di chuyển nó đến các vị trí khác, sau đó xem xét một số tế bào theo những cách khác nhau. Giáo sư Oscar Edelman nói, mặc dù công nghệ này không giúp ích ngay lập tức cho bệnh nhân ung thư, nhưng nó hỗ trợ các kỹ sư sinh học và các nghiên cứu dược phẩm đang được tiến hành. Bà cho biết thêm, theo nghĩa đó, nó là một công nghệ hỗ trợ. Chúng tôi càng tìm hiểu nhiều về những tế bào này, thì chúng tôi càng có thể thiết kế phương pháp trị liệu tốt hơn. Trung tâm Công nghệ của Đại học Kỹ thuật Munich là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới nghiên cứu về công nghệ này.